Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày sinh nhật của con trai giữa của mình là Sony nè cả nhà. Chào cô chú. Đó thì bây giờ con hỏi bữa là con có muốn làm sinh nhật không, ba làm cho con. Cái con trai nó thôi ba ơi, ba nhẹ ba chở tụi con đi chơi được rồi. Đó thì hôm nay mình sẽ chở mấy đứa nhỏ và bà xã đi ăn chúc mừng sinh nhật đơn sơ của Sony, mời cả nhà cùng đi chơi nha. Con trai lớn của mình thì nó bận đi học, để học bài, mai có tiết kiểm tra đó nên không có đi, nên cháu nhà học bài chỉ có bốn người này đi thôi, mời cả nhà cùng xem cho vui nha. Đến phố Bùi Viện quận nhất rồi nè, mời cả nhà cùng xem cho vui nha. Ở đây đông lắm mọi người ơi, vui và nhộn nhịp nữa.
đi đói bụng rồi giờ vô quán cho mấy đứa nhỏ với bà xã ăn nè cả nhà. Chúng ta sẽ đến với một chàng trai rất là yêu và có yêu mến thì mọi người có thể ủng hộ. Toàn bộ số tiền ngày hôm nay em kiếm được là em sẽ gửi cho miền Trung hết. Cho nên là một cái bánh chỉ có 10.000 thôi. Anh chị nào yêu mến thì mọi người có thể ủng hộ nhá. Còn anh chị nào mà không thích ăn đồ ngọt thì mọi người có thể giống như anh áo đen và cái bạn áo trắng kia ủng hộ bằng hình thức là chuyển khoản hoặc cà thẻ thì càng. Tuần trước nhưng mà cái sự ủng hộ ấy lại không bằng tuần trước. Em đi mua bánh mỗi bàn chị đấy, còn lại là bàn anh với bạn chị kia rồi còn lại là lắc đầu hết. Kể cả là có hướng về miền Trung hay miền Đông thì cũng thế thôi. Nói kệ mà, nói chung là tấm lòng của mỗi người mà mình không thể trách được đâu nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với gặp nhau đúng lúc. Mình ra đây mình hát được không chị? Tại vì đúng người đúng điểm mà là đây này, là đây này, sân khấu đây mà. Đúng rồi, chị này đẹp gái nhất ở chỗ này, nếu mà chị ngồi đấy thì chết. Chị ra đây chị hát em mới đi bán bánh được đó. Okay, đây là một bài nhạc hoa. Cảm ơn rất nhiều. Gặp nhau đúng lúc. Rồi tụi mình thử một bài hát. Có ông bự không cả nhà? Quên mất chị hát xong mà em không kêu chị đi bán bánh dùng em để đồ xuyên que đâu nè. Mà không được. Có cánh gà nữa. Vú. Vú heo. Đó chỉ là giấc mơ, mình là cơn mơ như đang bước chân trong giấc mơ. Chẳng còn ngào yên chiều ban. Hôm nay, cái món tôm con thích nè. Ăn nhiều nha. Nắm đôi chân bay sang thôn đường giữa một ngàn hoa, dịu dàng thức nhận ra tôi đến tâm hồn người. Hình như chính em cho anh mong chờ, hình như chính là em cho anh vẫn mơ. Đừng thử ơi xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời đôi tâm bắn hoa. Có trái kêu là đây, đây, đây. Có trái kêu là đây, đây. Có trái kêu là đây, đây, đây. Có trái kêu là đây, đây. Em theo theo cả ngày trong tâm trí. Rồi ok, anh đã có ca khúc mới chưa? Vậy thì mọi người đây chúng ta có thể yêu cầu nhá. Khổ quá. Em cũng có hát chung với lại Zack hai bài ở bệnh viện. Đó là bài Hồng Nhan với Bà Phận. Nhưng mà sau bài Bà Phận em mới nổi tiếng quá, người chưa có gì gặp lại luôn. Cơn sóng chết cũng biểu nhau nhanh hóa dài đoạn đường về nhà ta buồn nề mãi dòng người vội vàng giữa đêm tình ai em có đâu rồi lặng lặng bờ vai xưa tựa đầu mình hậu rằng cố chưa anh lòng chẳng được giờ đừng đi vì câu ai chờ ba năm sáng năm tháng như thế tháng ai về chung lối người mong lần này hỡi em ơi nhớ lại đi vạn trùng cơn đau mai kia chỉ là bâng khuâng trời ban ánh sáng năm tháng
Okay. So each of my points, you can buy the case that I sell. DD chocolate and tea. 10% Việt Nam đồng on case. Okay. Một hũ luôn hả? Okay, nhưng mà quên thật anh thật lòng. Người ta kết ăn thức ở nơi ra nói vào là đương nhiên. Anh vẫn cry on the beat, back to you though. Biết chuyện đó mà sao nghe phương sắc như là thơ. Yeah, I'm kidding them, kidding them, so thick. Leave it this, put the phone back my heart, bitch. Yeah, nên nói là gặp rồi mất sợ. Nên nói là gặp bị mất sợ. Set the world to the old cool homie. Tất cả anh nghe chỉ là các anh rap, đúng thật sự thật nhiên là các anh nói. Anh nghe nói, đó là do tôi thức tích trên trường khói. Các anh yêu quên nhẹ nhàng giống như là các anh blow. Có khi nghe, có khi chậm nhìn vẫn còn nhìn vậy thôi. Nên nói em đẹp tự nhiên, không có sửa ha. Nghe mà chơi Sài Gòn, không có cửa ha. Nghe nói anh chỉ vui em lớn, với tất cả mọi. Nếu phải anh xin giúp đuôi, anh còn tệ hơn thế nữa. Gia đình Hoàng Vinh cũng ngồi ăn rồi để chúc mừng sinh nhật của con trai Sony nè. Thôi bây giờ đi về quay những hình ảnh cho cả nhà xem nữa nha. Dòng dây rồi, nãy đông quá cả nhà ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhớ đăng ký và nhấn cái chuông ủng hộ Hoàng Vinh Vlog nha.